Yeah. Hôm nay nhóm cưa chú Tám luôn lãnh cưa cái còng khủng luôn kìa mà. Cái còng này cực kỳ khủng luôn rồi. Đó, mà cắt cái máy lớn. Wow, cua gáy quá trời ha. Cái này cực kỳ khủng luôn mà. Tại mình lúc mình chạy lên hơi trễ luôn. Mình lên là mấy ảnh cắt hết đồ treo hết hai nhánh rồi. Này còn nguyên cái tàng lớn luôn, dưới đây mới rớt xuống có hai nhánh nhỏ luôn. Quá trời, cây này khủng luôn mà, nằm sát đi luôn nha. Nguyên cái này là nuôi heo hay gì? Ta nuôi heo hay gì? Quá trời, cây này khủng luôn nha. Cái còng nó khủng mà nó cao nữa. Nãy coi như được ngàn mấy, ngàn rưỡi thì bá đây ngàn mấy hả? Mấy bữa hôm cắt cái cây đúng không? Cái xài lên 7-8 ngàn. Chú Tâm chưa chặt. Này là ảnh treo nha bạn, ảnh treo nguyên cái nhánh lớn bếp ngoài cái chuồng heo gì rồi đó. Quá trời, cái còng này cao nha bạn. Tám con trần qua cây còng bên đây nữa mà. Một đoạn cắt cái nhánh này kèo đó nha mà. Ba nhánh khô nó gụng xuống ha. Nhúng hơi á. Rồi nó xuống đó, nó xuống đó. Rồi. Nó dướng cái nạn trên nó gì đó. Rồi sao mà nó giỏi cái gì đâu mà nó không xuống à Hải? Nó chịu là cái nhánh ở trên này luôn nữa nè. Nó chịu cái nhánh dưới này nữa nè. Tại nhánh này quá trời lớn nè. Rồi không cho bớt xuống. Cắt luôn.
Rồi nó xuống đi. Xuống mới được. Cây này là mấy ảnh phải treo hết luôn các bạn. Mấy nhánh này nằm sát trên nhà hết trơn. Đừng có cắt cái nữa. Nó không vô, không dứt luôn rồi. Nó ở đó đó. Nhánh đó là lại xuống đó. Rồi xả đi xuống đó. Dàn sao ở đình ai cắt rồi đó ta? Hả? Dàn sao ở đình ai cắt rồi? Cắt hết luôn hả gì? Ừ. Mé hay gì? Mé. Ai biết rồi. Chiều tôi không hổng. Nãy chạy đi ngang thấy mé chuỗi hết rồi. Chiều tôi không. Thấy còn đống đọt ở dưới. Xuống đây. Xuống cho sao xuống. Tại nó chổi lên mà. Xuống đây. Rồi. Quá nhiều quá thấy không xả lâu lắm. Miếng này rất là lớn nha. Cây này chắc lâu lắm nha các bạn. Quá trời nhiều nhánh nha. Chắc phải lên một anh nữa nha mà, tại vì nó hai tượt á, nó tán ở dưới này nó hai chiếc nha, tại cái này nó lên hai tượt nè. Khi hồi nãy anh trèo lên nó, anh trèo luôn cái nhánh đó nha mà, tại cái nhánh nó nằm thòng xuống ngay cái nóc nhà bên đây nè, cho nên giờ anh phải trèo luôn nhánh đó nha. Bỏ xuống luôn đây.
cắt cho nó sụm, đừng có cho nó đứt ngọt. Thẳng luôn nghe, bên kia nó còn dùng đó. Nó kẹt cái nhánh trên cái nạn rồi. Hả? Cứng cầm đi. Không trôi nữa đâu. Ba ngoài lực. Nó kẹt anh xuống, nó cắt nó xuống rồi mà. Giọt cái đó. Vũa máy nào ạ? Vũa mới à?
quá trời cái tàn luôn. Nhưng mà về gần cảnh cái chùa ấy luôn à. Rồi xuống nước đây đúng. Đi nữa đó. Đi đâu? Cắt đông trời. Dạ. Qua đó. Vừa đó là hả? Ừ, cái chuyện gì vậy? Gì ghé nhau nữa hả? À. Mình xe cổ mình lúc cho nhà đâu có đi được. Phải không? Xuống nghỉ mà chút nha ba. Uống nước nha. Quá trời mấy cây này cực rồi. Nếu mà có khoảng 12 giờ nếu mà tôi nhắm tôi làm được thì tôi điện ông. Hiểu không? Rồi bây giờ anh trong chơi cỡ 10 lúc anh làm tiếp nha ba. Anh Út anh lên thế anh Hải nha. Thấy không? Mà cái cây đó nằm ngay chỗ nào không? Chỉ tôi cây này cái, quá trời khủng luôn. Thằng nó quá trời cao. Chỗ nào ta? Ngắm cái đầu dây bự đi kìa. À, Vĩnh Phú đi vô vậy. Mình Vĩnh Nhận mà bên ấp 4 đó ha. Nói mình đang ở Vĩnh Nhận nè. Chỗ xé tờ hải ra. Đó. Vừa khỏi cái kho phân hả? Nó mình đang ngay nhà thờ nè. Rồi rồi có. Vậy là nó sát bên rồi. Rồi rồi vậy tôi hiểu rồi, vậy tôi hiểu rồi, có gì chưa có khoảng 11 12 giờ tôi điện cho ông. Thôi khoan đừng có lãnh. Rồi, ok. Rồi. Đồ có nó cũng như nó nói nếu mà làm được thì nó ở đó nó trời. Dọn dẹp tiếp ông và vợ nó, ông hiểu không? Hiểu không của anh? Cũng như là mình nhắm mình làm được bữa nay cho rồi á thì nó đợi đặng nó dọn dẹp tiếp ông và vợ nó. Đã ta nói gì đó thì đã mình câu thông rồi mình. Cục nhánh nó ra không? Ra đó, giờ ra rồi. Rồi tiếp tục anh treo thêm cái nhánh bên đó cho nó ra luôn nha bạn. Nó nằm bên đó còn quá trời nhiều nhánh nha bạn. Chắc phải treo khoảng 4 nhánh nữa. 4 nhánh, 5 nhánh. Các bạn có yêu cầu cắt cây nào mà khó rồi, khó siêu khó gì cứ liên lạc số điện thoại mình để phía dưới nha. Liên lạc với anh Hải hoặc chú Tám Hoạt á. Mình có để số điện thoại ở dưới góc màn hình đó. Trời nó cũng gắn máy lên không à. Vừa tắm rồi, khoan, sẵn cái góc vô à.
phải. Tiếp tục treo thêm nhánh nữa nha các bạn. Để mình lại mình ấy dây tiếp anh nha. Thôi khoan, từ từ cho tám nữa kéo ra. Được không? Đây, để cầm cho là kéo đi. Hơi cao rồi. Đây cầm cho. Sụ ra đó, nó sụ ra đó. Rồi, để lấy ra. Tắt máy đi. Rồi, gắn vịt trên đó hả? Thấy không? Không nổi này, bước lên chuồng heo đi hả? Bước lên chuồng heo hả? Vì mình không đọt cái đây cầm cho. Nó không sụ cái đọt ra, phải sụ cái đọt ra nó chùi xuống rồi. Nó chịu cái ghe nhánh cái trên chọt lên. Rồi xả nè. Nó dùng hết rồi đó. Xuống luôn đó. Vậy tao này đưa máy cho nãy cắt lên. Xong nhánh này đầu nó lên, nó còn các cái nhánh nó phải chia ra thêm thành chèo hai cái nữa mà. Quá trời cái gồng này nó khủng mà, tàn nó khủng mà. Nó bấm tiếp một khúc trên nữa nghe mà. Cái nhánh nó nằm ra ngoài luôn đó. Lên nổi không? Lên nó nặng lắm á, không phải nhẹ đâu. Thà cho xuống á, cho xuống đi, xuống đó là đưa máy cho anh Hải nó bầm ghê tắt. Xuống không? Hay là nằm nó luôn rồi? Nằm nó thì ngút xuống. Rồi.
nó bị kẹt cái gì đó. Rồi chiều hết luôn, cực quá, cực luôn. Gần xa mà quý vị có yêu cầu cắt cây khó cứ liên hệ nha bạn. Liên hệ nhóm chú Tám nè. Số điện thoại mình có để dưới góc đó. Số điện thoại chú Tám với số của anh Hải nha. Gần xa gì mấy anh mấy chú cũng đi hết nha bạn. Các bạn cứ có ấy là cứ yêu cầu. Vẫn treo cái đọt trên đầu anh đó nghe các bạn. Kìa kìa, em bỏ nhánh xuống á, chạy xuống đây, chạy xuống đây, chạy xuống đây. Xuống đấy, dùng hai đi Tám ơi. Giặt nha. Không. Anh Hải lên tiếp, anh đẩy cái nhánh nó lên cho nó gớt xuống nha. Cái cây này nó nằm nghiêng cho nên mình cần ra, nó cũng hơi khó nha. Bột công dây thảy qua công dây cho nút bột trên đi. Dẫn bột cái nhánh nó xong nhưng mà anh xuống anh bấm cho nó bay qua đây luôn nha. Cây này treo từ anh vết luôn mà nó quá trời lâu nha. Nếu mà thời gian lâu quá mình chia làm hai clip nữa mà các bạn xem cũng thông cảm nha. Tại cây này cực kỳ khó nha, mà quá trời khó luôn, gốc của nó cực kỳ luôn nha.
gốc luôn chắc khoảng gần 300 á, cực kỳ khủng luôn á. Mình đứng xuống đổi máy lên mà. Đổi cái máy ớt tiền lên nha. Giờ anh Hải mà, anh Hải lên thế anh Út nha. Anh bóc cái này cho nó nhảy qua luôn các bạn. Ghê không? Qua luôn, qua luôn. Chết cha ơi. Rồi xuống 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 xuống, hay quá. Tưởng nó cho vô cái nạn rồi. Ngồi ngồi trên nhánh bên đây nè. Ngồi chỗ cái nạn á, cắt xuống. Được rồi, đây nè, nó bay qua túc đây luôn nè. Nó bay qua tới đây nè. Rồi thở thử ông kéo rồi nó bay qua tới đây không? Anh đứng trên cái máy ấy đó. Xa hả? Giờ đứng gì đứng đứng ngay nạn đó được rồi. Quay lên thấy gì chứ xuống là nhánh khủng khủng không nha, nhánh to to không. Cái này quá trời cực luôn nha các bạn. Rất là lâu rồi.
Thấy không? Không thấy nó bay ra không? Thấy không? Tôi nói nó bay ra tút qua đây liền nữa. Hơi giỏi ơi. Còn rất là nhiều à. Giờ mình xin kết thúc clip này đây nha các bạn. Hẹn các bạn cái clip tiếp theo của cái cây này nha. Tại cây này chắc còn khá là dài luôn. Cây này nó còn khá là dài nè. Cho nên mình xin kết thúc clip này đây nha các bạn. Hẹn các bạn lại cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Để giờ cho chú Tám chỉ huy gần sau nha các bạn.